giải mịn gì đâu quá trời ơi. Hay. Thật chà thì ghét. Ủa không ba ưa mà miết miết. Sao có chuyện gì nữa mới qua nhà bác ba chơi phải không? Tao đâu có thèm qua nhà chả chơi làm chi. Tao qua nhà ông Tư coi mấy con chim. Trời ơi chim ông Tư nó đẹp. Đi ngang đường mới gặp cha ba. Dạ. Phe phang hợm hỉnh. Không ưa à. Không ưa. Rồi vậy là có ai đó mua cho bác ba cái gì rồi phải không? Đúng rồi. Trời ơi già rồi mà ông A ông mẹo phe của. Bữa nay con tôi mua cái áo này, mời con tôi mua cái xe kia, mua đôi dép nọ cộng với chiền kia. Thế bắt ớn. Thôi mà đừng có vậy nữa mà nè. Hôm nay con cũng có mua quà cho ba nè. Ba nhìn đi, con mua cho ba sắp giải đẹp lắm. Trời, có đẹp bao nhiêu cũng mặc kệ. Không. Mình mua cho mình mượt rồi thì người ta biết, người ta nhìn được rồi. Còn mày đặt phe phe, không thích phe. Sắp giải đẹp thiệt. Trời ơi. Gì vậy? Sao quăng vậy? Gì vậy ba? Ba. Alo. Chị chính hả? Con tôi muốn xem giải đẹp hú hồn rồi. Chị đồn ra sớm cho tôi nghe. Trời ơi đẹp lắm. Ờ vậy thôi á. Ờ nhưng mà sắp giải thì đẹp nè ba thấy không? Nó có hoa văn nè, nó có thêu nữa nè. Đẹp dễ sao đẹp. Ba thấy cái hoa văn nó đẹp không ba? Cầm cái mình giải thì biết thôi chứ còn không có thấy cái hoa văn. Con mắt ba bây giờ nó bị cái gì á. Không vậy có hả? Rõ lắm. Để ra con lấy kiến cho ba nghe. Ừ. Ba ơi. Ba ơi. Cái gì vậy? Trời ơi. Cái gì vậy? Cái gì bình tĩnh ngồi xuống. Giải biết bao nhiêu lần rồi hả? Có chuyện gì thì bình tĩnh mà nói. Gia đình mình không có khoe khoang. La sùm lên là người ta biết rồi sao hả? Ừ. Chuyện gì? Dạ con mới nhận được giấy báo nhập học. Con đậu đại học rồi. Đó bà thấy không? Đậu đại học. Mình nói cái gì? Đậu đại học hả? Dạ dạ. Trời ơi trời ơi. Trời ơi trời ơi con có đậu đại học rồi bác. Con có đậu đại học. Chị Bảy, chị Bảy. Con đậu đại học rồi chị. Dạ. Trời ơi mừng quá chị ơi. Trời ơi. Điện thoại của ba phải không ba? Chú, mặc dù con không biết chú là ai, nhưng mà con nó đậu đại học rồi đó chú. Dạ con Đinh Ngọc, con nó đậu đại học. Dạ, cảm ơn chú. Mời. Trời ơi, mừng quá. Thôi mày nín đi, bình tĩnh ra coi. Đưa coi. Đưa cho ông nội coi đi con. Có thấy chữ nào đâu? Không có thấy đường, chữ tí chiếc đây, tục đây, ấy. Đây, đây, con lấy đường. Lấy kiếm. Lấy cái kiếm coi. Trời vậy mà bà cười quá à. Làm thì cười con... lên bị gì nhìn mà không thấy nên cười. Con làm con cũng cười hay mà thiệt. Đưa cái kính lão chứ sao mày đưa cái kính trẻ chị vậy? Không, này kính lão của ba mà. Ủa sao lão cái... của ba cho tao không thấy đường. Sao mắt ba dạo này yếu vậy? Mờ vậy? Nội cái chữ nó bự lắm mà nội, sao nội không thấy vậy? Ừ con để xa con cũng thấy đó ba. Ủa sao mắt ba bị gì yếu dữ vậy ba? Không thấy gì trọi nha. Thôi bây giờ vậy đi. Ngày mai á con dẫn ba đi khám mắt nha. Rồi sẵn tiện con cho thằng Đạt đi khám để mà làm hồ sơ cho nhập học luôn. Thôi dẹp đi. Mày rảnh quá lo chuyện vong vong. Tự nhiên không bệnh đi khám gì cho nó loài bệnh. Đúng rồi ông nội. Tại vì á con xem trên TV người ta nói á là người già mà khi 50 tuổi trở đi á là phải khám mắt một lần mỗi khi 6 tháng. Đúng rồi, mình phải khám thường xuyên. Trời ơi, ba biết không, bà qua bà bán cá đó, bà kể con nghe nè. Má chồng của bà nha cũng hả không thấy đường á, mắt bị đau đau nhức nhức hoài mà không có chịu đi khám. Tới khi mà chịu hết nổi rồi đi khám mới phát hiện ra là bị cườm nước. Ủa? Có không? Có, cườm nước. Cườm nước là sao á? Tức là cái cườm cục cườm nó trong mắt hả? Trời ơi là vậy nè, má cũng đâu biết đâu, má chỉ nghe kể lại thôi. Bà qua bà nói là vậy nè, cái cườm nước đó đó là bác sĩ người ta gọi là cái glaucoma. Cái bệnh glaucoma đó đó là giống như là bị tăng nhãn áp, tăng áp lực cho mắt á, bà hiểu không? Cái dân gian người ta gọi là cườm nước, nó hay gây cho mình bị đau nửa đầu nè. Rồi nếu mà mình không phát hiện sớm, mình không chữa trị sớm là bị mù luôn đó. Thôi mẹ, đừng lấy ba cái tiếng Tây, tiếng U ra hù tao. Trời ơi, con nói thiệt á, con có hù ba đâu. Thiệt. Đi khám đi nghe, con dẫn ba đi khám nha. Thôi,
Mày á, đưa con mày đi khám đi, đặng cho nó làm giấy tờ nó nhập học đi. Dạ thôi ông nội đi khám luôn đi, sẵn con đi khám thì ông nội khám chung với con luôn nha. Ủa? Không có khám. Vô duyên không bệnh không hoạn nó đi khám. Ba. Ủa, mẹ con bị rảnh thiệt. Thôi dẹp đi, lo dẫn nó đi khám đi. Ba. Thôi thiệt cái ông nội con á cứng đầu dễ sợ luôn á. Giờ chắc phải nói cho ba con nghe để ba con thuyết phục ông nội đi khám quá. Con có một cách vậy nè má. Cách gì? Bây giờ mình đợi ông nội ngủ. Ừ. Xong rồi mình vô phòng ông nội. Ừ. Mình cột tay cột chân ông nội lại. Cái đầu mình đưa ông nội tới bệnh viện khám. Ngu à. Mày làm như cái nết ông nội mày hiền lắm vậy đó. Làm vậy hả, đi vô bệnh viện đi, ông dạy cho biết. Okay. Chứ còn có cách này nào má. Cách gì nữa? Ông Bảy ơi, ông Bảy. Có nhà không ông Bảy? Ông Ba. Đạt. Ông Ba mới tới. Có ông nội nhà không con? Dạ có, mời ông Ba vô nhà nhìn chơi. Dạ. Trời, có ông Ba qua, ông nội không biết là ông nội vui lắm luôn á. Dạ. Sao mày biết tao vui? Anh Bảy. Chào anh. Anh Bảy cho hỏi chút xíu Bảy. Chuyện gì? À, cái đôi giày mới mua để đâu cho đừng bị mất. Thích thì để đằng trước, không thích quăng xuống mương đi. Thì bên này quẩn lắm hả? Không có chuyện gì mà sao tự nhiên tới nhà tôi chơi chi vậy? Thì lâu lâu nhớ bạn bè ghé thăm. Trời ơi, có chuyện nhớ bạn bè nữa. Biết sao không? Sao rồi lại không thấy quăng coi chim? Già rồi. Coi chim coi chóc làm chi? Với lại tôi nói anh nghe, chim nó không có tội lệ gì hết. Tội là tội do mấy người họ phe phang. Tôi không thích. Trời ơi, ra coi chim thì ít mà phe của thì nhiều. Thứ đó sao tôi không ưa vậy chứ. Bữa nay qua đây thăm anh ha. Nhớ anh thăm anh. Đó, mang quà tặng cho anh nữa nè. Gì? Quà tặng. Tặng quà cho tôi nữa hả? Ừ á. Trời ơi, bữa nay ông trời đi ngủ hả? Trời ơi, bữa nay cha ba đi tặng đồ cho cha bãi ghê trời. Con tôi với lại con dâu tôi á, nó thấy tôi lớn tuổi rồi. Đó, nó nói á là ba phải đi khám mắt đi, ba lớn tuổi rồi, mắt ba là dễ bị bệnh lắm. Đó. Trời đất ơi, nó nói hả, người già của mình á là dễ bị bệnh mắt, là nó mang cái tên gọi là bệnh glaucoma. Hiểu chưa? Trời ơi, nó tiếng Tây luôn bay ghê thiệt. Thì bệnh glaucoma nó glaucoma. Xin lỗi ông, không phải nói phe nha. Tại tính tôi không thích phe pha nha. Nhưng mà là kiến thức y pha là tôi một bụng. À. Nha. Cái bệnh mà ông nói đó, trong y pha người ta gọi là cườm nước. Trời, giỏi quá vậy ta. Trời, nghiên cứu hồi xưa rồi. Trời ơi, bây giờ bất ngờ quá. Đúng rồi, cái bệnh đó là bệnh cườm nước. Căn bệnh mà này rất là nguy hiểm nha. Mấy cái người lớn tuổi như mình á là phải thường xuyên đi khám mắt, 6 tháng một lần mới được á. Cái căn bệnh này hả, nó có thể làm cho con mắt mình bị mù lòa và cái thị lực coi như cái nhìn của mình nó yếu dần. Phải biết không? Sao không? Đúng rồi, biết sao không? Tại vì cái áp lực con mắt mình nó áp lực cái con mắt mình nó càng ngày nó càng tăng lên. Đó, những cái dây thần kinh với mạch máu mình nó bị chèn ép ở trong mắt á. Nó chèn ép dây thần kinh nó làm cho con mắt mình nhức nè rồi bị đau đầu nữa nè. Cho nên mà khi mà những cái người mà lớn tuổi như anh em mình mà thấy cảm thấy nhức mắt là phải đi khám bác sĩ liền. Mà tôi biết cái hoàn cảnh gia đình ông, trời ơi, con cháu ông nó bận quá đúng không? Cho nên là nó không có thời gian dẫn ông đi khám, mà không có cố vấn cho ông về cái chuyện mà mắt của người già. Cho nên là tôi rất là thương ông. Đó, hôm nay sẵn đây tôi mua cái thuốc bổ mắt này tặng ông. Thuốc xịn 100% luôn. Xin lỗi ông ạ. Đừng nói con tôi nó bận không đưa đi. Bận mà. Nó năn nỉ tôi đi rồi. Trời ơi, sướng vậy, năn nỉ luôn hả? Năn nỉ tôi đi rồi. Ông đi liền đúng không? Có đi không? Mà chưa chịu đi. Sao vậy? Tự nhiên không bệnh hoạn gì đi khám. Thấy nó kỳ kỳ, thôi không đi. Trời ơi, sao không đi? Trời ơi, tôi nói thiệt với ông hả? Con cái tôi nó dẫn tôi đi khám mắt về, tôi mới cảm nhận được một điều. Trời ơi, không có người cha, người mẹ, người ông nào mà cảm thấy sung sướng khi biết rằng những người thân của mình quá hiếu thảo. Ông làm như mình con ông có hiếu vậy. Bộ chắc con tôi không à. Ai biết được. Cũng phe nữa. Thì con hiếu thảo chứ.
Bộ con tôi cũng hiếu thảo vậy. Hiếu thảo lắm hả? Trời ơi, nó năn nỉ tôi nè. Con lại ba đi, ba đi khám mắt đi. Con lại ba đi khám mắt đi. Trời lại lắm hả? Trời ơi, nó lại tôi mà tôi còn chưa chịu đó, ở đó. Trời quá hiếu thảo rồi. Nó nói rồi. Sao? Nó nói là nó dẫn con nó, là thằng Đạt đó. Ờ. Đi khám sức khỏe. Đặng vô trường đại học. Thằng Đạt tôi nó đậu đại học rồi. Rồi nó dẫn tôi đi luôn thể đó. Cái gì? Thằng Đạt đậu đại học rồi. Đậu dạ. Rồi. Dạ dạ. Dạ đúng rồi. Trời ơi, đại học rồi. Nói trời luôn vậy. Trời ơi. Ơi. Giỏi. Không có phe phang. Trời ơi, con giỏi quá. Ông chúc mừng con. Ông sẽ đi khoe cái chuyện đậu đại học của con khắp cái xóm này luôn. Bảo đảm giờ chưa ai biết đâu. Cảm ơn ông ba. Dạ không, bác ba khỏi khoe. Con khoe rồi, nguyên làng mình biết hết trơn. Trời ơi. Có status trên Facebook rồi đó. Mấy like rồi con, mấy like rồi. 13 like. Nó khoe tiếp luôn rồi. Ngày mai con đi khám sức khỏe á. Nội có đi theo thì khám mắt luôn nha. Có. Hồi nãy ông nội con có nói là với ông ba là coi như là sẽ đi khám chung với con luôn. Nói nào? Trời đất ơi, nãy rõ ràng ông nói là mai mốt gì đó là Đạt có đi khám sức khỏe ở đậu đại học, ông đi khám chung với nó mắt kìa. Dạ có, nãy con nít vợ chồng con có nghe ba nói vậy. Rõ ràng. Trời, người mừng. Lớn tuổi rồi nha. Con không mừng có quá nói trời. Hai lời nha. Dạ con mừng lắm, cuối cùng ba cũng chịu đi khám mắt rồi. Đúng rồi, chịu rồi. Bác ba. Hả? Con cảm ơn bác ba nha. Hai bác cháu mày mới làm gì đó? Dạ đâu làm gì đâu ba. Tao thấy con mắt mày giật giật, con mắt ổng giật giật nha. Trời ơi, qua cái mắt kiến cũng thấy nè. À, thì ra là bác cháu mày hè nhau để kêu tao đi khám mắt phải không? Âm mưu phải không? Dạ. Đúng không? Dạ đâu phải âm mưu gì đâu ba, thật ra là ai cũng lo cho ba, ai cũng muốn ba đi khám mắt cho nên mới nghĩ ra cách này thôi. Nhưng mà chủ mưu là nó đó. Đúng rồi. Thật ra đâu có âm mưu gì đâu, lừa gạt chút xíu. Ba thiệt có ai cũng lo cho ba thiệt mà ba thôi đi khám. Ôi, đi. Khám đi ông ơi. Khám đi rồi. Ông cũng lo cho ba thiệt hả? Thiệt, bác ba cũng lo cho ba đúng lắm. Đúng rồi, đó. Bạn bè chơi lâu năm mà. Hey. Ai biết đâu này. Nhưng mà người lớn nữa nói rồi không có nuốt lời. Vậy thôi hả con ha. Biết rồi. Thấy ông khoe khoang. Ai ngờ tính tình cũng dễ thương thiệt. Cảm ơn nhiều nha. Trời ơi, 80 năm mà có một cái bắt tay dễ thương. Thương quá. Trời ơi. Kính thưa quý vị và các bạn, bệnh glaucoma là bệnh mà dân gian chúng ta hay gọi là cườm nước. Bệnh có triệu chứng là làm chúng ta đau nhức nửa đầu và khiến chúng ta có thể bị mù và khó phục hồi được thị lực. Cho nên chúng tôi khuyên quý vị khi thấy mắt chúng ta bắt đầu có triệu chứng đau thì nên đi khám bác sĩ ngay để chúng ta điều trị kịp thời. Và đối với những người trên 50 tuổi thì thường xuyên đi khám 6 tháng một lần theo định kỳ là tốt nhất.